Sau đây em xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng đi chúng ta nghe và đánh giá về chất lượng sản phẩm vang số mang thương hiệu ABB với model là S500. Ở sản phẩm này thì em đã có bán khá là nhiều ra thị trường rồi, thế nhưng mà do là thời gian nó không được nhiều và khá là bận nên là em chưa có một cái clip giới thiệu cụ thể cho anh em xem sản phẩm, chi tiết sản phẩm này như thế nào. Thì hứa hẹn trong thời gian gần đây nhất em sẽ làm một cái clip giới thiệu đầy đủ cụ thể nhất về cái chất lượng sản phẩm này. Và bây giờ thì em xin mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta nghe thử cái chất lượng âm thanh của nó. Em sẽ ca thử một bài để anh nghe thấy cái chất lượng âm thanh và cái độ echo rất là quyện của sản phẩm này như cá nhân em đang cảm nhận. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thể là tạm thời anh em có thể ghé qua cái trang web audiotmx.com để chúng ta có thể xem và đọc các cái thông tin của sản phẩm này. Vì em chưa có clip nhưng ở trong trang web audiotmx.com bên em đã có các cái thông tin của sản phẩm này rồi nhá. Và anh em có thể đặt hàng ở đấy, xem thông tin ở đấy, tải tất cả các tài liệu đều ở trong trang web này hết. Và đang có rất nhiều những cái chương trình khuyến mại, thì anh em có thể qua đó anh em xem là có cái gì phù hợp với anh em không, thì anh em sẽ đặt hàng tại đó và hưởng các cái chế độ khuyến mại. Không làm mất thời gian của anh em nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chúng ta nghe thử đánh giá cái chất lượng âm thanh của sản phẩm này. Ending 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cũng tại hai ta cố chấp cách như vậy,
Duyên mình đã hết chắc kết thúc vỡ đời. Không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi. Phải chia tay thôi. Giờ thì em ơi hai ta mất nhau rồi. Giờ thì em ơi hai ta phải chia đôi. Mỗi người một nơi, chia cách hai phương trời. Tình duyên mới cũng phải hai ta cố chấp đến như vậy. Duyên mình đã hết chắc kết thúc vỡ đời. Không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi. Phải chia tay không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi. Phải chia tay thôi. Đó là vừa rồi là anh em đã cùng nghe thử cái chất lượng âm thanh của sản phẩm vang số S500. Mọi thông tin chi tiết anh em có nhu cầu đều có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0976 833 612 hoặc truy cập trang web audiotmx.com để đặt hàng. Xin trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video clip lần sau.